Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới qua Biển Đông kết hợp với không khí lạnh của đới gió Đông Bắc đã tạo hình thái gây mưa trên diện rộng cho cả thành phố Đà Nẵng. Riêng xã Hòa Châu của huyện Hòa Vang đã có 5 trên 8 thôn hoàn toàn ngập sâu, thậm chí có thôn còn bị chia cắt hoàn toàn. Trước những khó khăn đó của người dân trên địa bàn, Công an xã Hòa Châu đã liên tục có mặt, kiểm tra và kịp thời triển khai những biện pháp để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Theo thống kê sơ bộ, riêng xã Hòa Châu của huyện Hòa Vang đã có 5 trên 8 thôn bị ngập nặng. Riêng thôn Tây An là chịu ảnh hưởng nặng nề nhất và gần như bị chia cắt hoàn toàn vì cả thôn và mọi tuyến đường dẫn vào đều chìm trong nước. Lực lượng công an xã đã ngay lập tức khảo sát và triển khai ở các điểm xung yếu, dựng rào chắn, giăng dây cảnh báo nguy hiểm để người dân chủ động hơn. Hỗ trợ của lực lượng công an xã và lực lượng của chính quyền thì rất là kịp thời, là để cho bà con được ứng phó kịp thời với là cái tình hình thiên tai. Mặc dù có những điểm ngập sâu phải đi ghe, thuyền thúng mới có thể tiếp cận được, nhưng chẳng kể ngày đêm, lực lượng công an xã Hòa Châu đã đến từng nhà để thăm hỏi, động viên người dân cùng nhau vượt qua, cũng như có biện pháp hỗ trợ các gia đình khó khăn. Rất mong rằng thông tin nhiều hơn nữa trong vấn đề xả lũ, trong vấn đề phòng chống thiên tai, để cho hạn chế cái mức thấp nhất vấn đề thiệt hại về người và của. Chúng tôi sẽ duy trì nghiêm chế độ trực ban trực chiến, quân số là thường trực 100%, sẵn sàng để xử lý các cái tình huống đột xuất ở các cái địa bàn. Đồng thời là chúng tôi cũng sẽ tăng cường kiểm soát, kiểm tra ở các cái điểm ngập úng, nắm tình hình từ nhân dân. Trước mắt, điện tại các vùng ngập nước đều bị cắt để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, tránh tai nạn thương tâm có thể xảy ra. Dự báo tình hình mưa lụt vẫn đang diễn biến bất thường và chưa có dấu hiệu suy giảm. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động phối hợp thông tin với lực lượng công an và chính quyền địa phương giúp đảm bảo an toàn cho chính người thân và gia đình mình.